Dù tôi vẫn chưa biết nó là ngôi nhà nào, tuy nhiên tôi vẫn đang cố biến đổi nó thành một ngôi nhà tặng một người đăng ký kênh. Ở đây có ai muốn đổi cây bút lấy được một xu này không? Lập tức một người phụ nữ đồng ý. Và thế là chúng ta đã có một cây bút, trị giá của nó bằng 10 xu. Tôi tiếp tục dạo quanh đường phố để trao đổi. Ngay lập tức đổi được thành công với một người phụ nữ bán quần áo ở vỉa hè, lấy một con khủng long xanh siêu to khổng lồ. Khủng long không cao hơn nổi ngọn cỏ, tuy nhiên nhưng giá trị của nó khoảng 25 xu. Đó là một tiến bộ nhanh chóng. Và dòng người thì thật là đưa đẩy dẫn tới sự gặp gỡ của Ashley, một cô gái cuồng khủng long trong suốt 3 năm qua. Mọi thứ của cô ấy đều liên quan tới khủng long. Và cô ấy đã đồng ý đổi lên hộp kẹo bạc hà đan dở trị giá $1.50. Chỉ giây sau, tôi tiết được một chiếc mũ và mong muốn đổi được nó, nhưng anh chủ gian hàng này đòi $25 nên tôi đã thất bại. Tiếp theo là lời từ chối của một người đàn ông đang sàng đường, rồi lại bị từ chối tiếp cho tới khi gặp hai vợ chồng này. Người quan tâm tới hứng thú chiến dịch đổi đồng một xu lên thành một ngôi nhà của tôi. Bà vợ định lục ba lô lấy một hộp xà phòng dùng dở và khoe rằng mùi của nó rất thơm, nhưng mà thôi, cô ấy đã quyết định lại đưa hộp tai nghe. Thanks so much. Enjoy. Và tôi biết tôi là một doanh nhân giao dịch giỏi, nên tôi đã dán tờ rơi như truy nã, nhưng in màu cho có đầu tư. Này, tôi đây. Tôi đang đổi đồng một xu thành nhà. Đôi khi phải bỏ cả thể diện để trưng cái mặt ra để kiếm tiền. Nhưng rồi nó cũng chưa đủ hiệu quả để đổi được chiếc tai nghe đi. Chiến dịch là đi xuống cuối phố về khu dân cư, nơi có giao dịch sale biển hiệu giật tít, và mặc lên chiếc áo thương hiệu với mong muốn đổi được tai nghe đồ trị giá từ $5 tới $50. Bà ấy đã đồng ý đổi chiếc tai nghe đời mới và tôi nhận về được chiếc máy ảnh đời cũ. Nhân tiện trông có duyên phết nên tặng lại bà ấy một chiếc áo thun. Thật mừng vì chiếc máy ảnh vẫn còn hoạt động được. Nhìn mà xem, nụ cười của tôi đó. Chỉ mới 5 tiếng trước, tôi đã bắt đầu chiến dịch chỉ đổi được một cây bút. Tôi đã gặp được hai thanh niên hứng thú với tờ rơi dán ở cột điện, nhưng họ tìm tôi chỉ để gặp hóng xem tình hình như thế nào rồi. Qua lần ấy, tôi cảm thấy như mình đang là người hùng của thị trấn vậy, vì nhiều người cũng đang hứng thú với chiến dịch này của tôi qua tờ rơi. Để tiếp tục ra tiền luôn, tôi đã tới một tiệm cầm đồ. Giờ chiếc ảnh đã chụp lên để chứng minh rằng nó còn hoạt động. Chủ tiệm đề nghị đổi lấy một con gấu bồng. Điều đó có nghĩa là trẻ con nó mới đồng ý. Tôi đành ra tới công viên. Thật không may là phải lòng em chó này mà tôi đã tặng đi 3 chiếc áo thương hiệu. Đêm xuống là lúc thực hiện các phi vụ kinh doanh. Nhưng thực tế, nó đã đánh gục tư tưởng là người hùng thị trấn trong tôi, vì tôi đã bị tạch hết. Mặc dù tôi đổi lấy một ngôi nhà này không phải là để dành cho riêng mình, tôi đối với cô ấy rằng là Shopify đang hỗ trợ tạo trang web cho cô ấy. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi sẽ đổi được một ngôi nhà và dành tặng cho cô ấy. Và Hannah sẽ không hề hay biết vì cô ấy đang mải bận tâm với website kia, trong khi ấy tôi vẫn đang miệt mài đổi đồ. Một phần lựa chọn cô ấy làm người may mắn là vì sau câu chuyện cảm động về bản thân theo đuổi ước mơ, cô ấy đã bị sa thải tới 2 lần vì Covid, nên cô ấy đã quyết định tự kinh doanh tại nhà. Còn tôi ngay lúc này vừa chụp ảnh cho gia đình nọ với hy vọng trao đổi được cái gì đó, nhưng xịt các bạn ạ. Mà các bạn còn nhớ hai thanh niên hóng ban ngày không? Họ đã đồng ý đổi chiếc máy ảnh, nhưng đêm họ mới tan cả, và thế là tôi phải ngồi chờ bên ngoài như vô gia cư. Sau cùng ngồi tới tận giữa đêm mới gặp lại. Thật là bo công, vì cuối cùng giao dịch này cũng hời tỏ, vì tôi đổi được một chiếc loa trị giá tương đương $125. Tôi không nói dối đâu, tôi rất hứng thú về thương vụ này, và tôi đã sẵn sàng tiếp tục cho 6 ngày tiếp theo. Bây quay trở về gặp lại người phụ nữ đổi chiếc máy ảnh, chào hỏi nhau xã giao và khoe, rồi đi tới gặp người đàn ông với chiếc thuyền này. Thật là một thử thách khó khăn vì giá nó khá là chênh lệch. Đó là một chiếc thuyền hiệu Corvette, sản xuất năm 1999, hơn tuổi cơ số bạn đang xem video này. Tôi không ngờ bên trong nó vẫn còn rất ấn tượng, và trùng hợp là chiếc xe tôi muốn đổi, nó lại giống y chiếc xe của ông ấy đang có, chỉ có điều là chiếc xe của ông ấy còn mới hơn là đằng khác. Thế nên thương vụ này đã bị tạch vì không hấp dẫn, nên tôi đã tới một đại lý xe hơi cũ. Đúng là không tài nào múa dìu qua mắt thợ, chứng đòi khôn hơn vị được. Lập tức tôi đã bị thất bại, đành phải lái chiếc xe cũ này về. Sau một giờ rời khỏi đó thì tôi liên tiếp bị thất bại. Ngoài việc có thịt bò để ăn ra thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Tôi chợt nhận được một email từ một người đàn ông tên Rex, người chuyên giao dịch xe để kiếm sống. Chỉ có điều là chỗ ông ấy cách xa tôi tới 3 tiếng lái xe. Bài học là không được để cơ hội bỏ lỡ. Tôi lập tức phóng ngay tới chỗ ông ta. Đúng là ông ta có rất nhiều xe hơi ở nhà, và cái bắt tay chào hỏi có vẻ rất niềm nở, vì ông ấy cũng đang hứng thú với chiến dịch đổi từ một đồng xu lên thành một ngôi nhà. Nên đây sẽ là chiếc xe tiếp theo của tôi. Đó là một con xe quái vật nâng trị giá lên $5,000. Đánh thẳng xe về cửa nhà khách sạn một lần nữa rất hoành tráng. Mục tiêu tối nay của tôi là tìm được một người hứng thú với chiếc xe SUV đời 1997 này, hoặc là một người sẵn sàng trao đổi nó lấy một món đồ trị giá hơn. Sang sáng ngày thứ 6 trong 7 ngày, tôi nghĩ mình cần một ít cà phê, mua cà phê tại Starbucks và uống trên con xe quái vật này được đổi từ đồng một xu. Tôi hóng được một tin từ một người đàn ông giao dịch lại cái nhà kho của anh ấy. Và thế là tôi tới tận nơi để xem thì đó đúng thật là không thể ngờ, vì nó cũng được chia các công năng như khu vực ăn uống, khu vực sinh hoạt và dĩ nhiên là tường mái các thứ đều được sơn đầy đủ. Nhưng khi ngồi đối mặt để thương lượng,
Ông ấy có vẻ trông khá là chần chừ các bạn ạ. Còn tôi thì ngồi cắn móng tay. Tất cả là vì tương lai một ngôi nhà dành cho cô gái ấy, Hana. Và kết quả là các bạn có biết không? Sau khi lái thử chiếc xe quái vật thì anh chủ nhà kho lập tức bắt tay giao dịch. Anh ta còn hứa hẹn với tôi rằng nếu có một chiếc thuyền, anh ta sẽ đổi cho căn nhà to hơn. Và thế là thêm một cái bắt tay hứa hẹn lớn hơn. Sẽ tiếp tục ngày cuối cùng. Nhưng chắc chắn sẽ là một ngôi nhà khác. 6 ngày trước, tôi có một đồng một xu và đã đổi nó lấy một cây bút. Sau đó biến thành những thứ này và cả những thứ này. Tôi đã cảm thấy lo lắng vì chúng ta chỉ còn khoảng 20 giờ nữa để đổi nó thành một ngôi nhà mà thôi. Nhân tiện, tôi cũng sẽ tìm hiểu về định nghĩa của một ngôi nhà. Theo lý thuyết, nhà là một nơi để ở của con người, đặc biệt là nơi được một gia đình hoặc một nhóm người có thể sống ở đó. Mặc dù tôi cũng đang sở hữu căn nhà này, nhưng nó là không đủ tiêu chuẩn đối với tôi vì nó quá bé. Nó làm tôi không thoải mái chút nào. Và để thuận tiện hơn cho việc theo dõi thời gian còn lại của thử thách, thì tôi đã mua một chiếc đồng hồ đếm ngược 24 giờ với hy vọng nó sẽ giúp tôi cảm thấy hào hứng hơn. Nhưng thực sự tôi cảm thấy lo lắng hơn mà thôi. Vì vậy, tôi không thể ngồi yên ở đây được nữa. Tôi phải cố gắng trao đổi thứ này thành một ngôi nhà trong thời gian sớm nhất. Điểm dừng đầu tiên của tôi là gặp người bạn Jared của chúng ta, vì anh ấy đã không trả lời điện thoại của tôi. Tôi nghĩ anh ấy có thể đã bán chiếc thuyền mà tôi yêu thích cho một người khác rồi. Nếu muốn có được ngôi nhà to hơn, thì bằng mọi giá tôi phải đổi được chiếc thuyền ấy trước đã. Anh ta vẫn chưa bán con thuyền đó đi đâu các bạn ạ. Nó vẫn còn nằm ở bên kia kìa. Nhưng bây giờ làm sao để gặp được chủ nhân của chiếc thuyền đó nhỉ? Tôi đã đi khắp xung quanh ngôi nhà và gõ cửa, nhưng không có một người nào ở bên trong cả. Khá là kỳ lạ nhỉ? Tự dưng cảm thấy mình như một kẻ lập dị vậy, đi gõ cửa nhà người ta rồi gào thét. Không biết có ai thấy tôi không nữa. Điều quan trọng nhất lúc này là chúng ta đã cạn kiệt thời gian, nhưng tôi vẫn đang không biết mình phải làm gì nữa. Thực sự rất tuyệt vọng. Tôi không muốn mình từ bỏ dễ dàng được đâu. Bởi vậy mà tôi đã nhắn tin hỏi gần 2.000 người để xem họ có thể giúp tôi mua lại căn nhà nhỏ này của tôi không. Nhưng có vẻ mọi người đều rất bối rối, vì họ thực sự không thể ở trong ngôi nhà này được vì nó quá bé. Có người thì lại bảo không thể tiếp cận được nó vì nó quá xa, xa tận 3 giờ đi xe. Tất cả những điều này có thể nói rằng tôi đã cạn kiệt ý tưởng cho lần này, và cả sức ép về thời gian nữa. Có lẽ tôi phải đến những công ty bất động sản thôi. Tôi được một người đàn ông tên Rory chào đón. Tôi cũng cầm theo một số tấm hình về ngôi nhà cho anh ấy xem, nhưng có vẻ anh ta hoàn toàn không hiểu những điều mà tôi đang nói, nên anh ta hỏi lại tôi một số câu hỏi khá ngơ ngẩn. Bạn đã xây cái này à? Không, một người tên Phong gì đã xây nó, nhưng tôi đã trao đổi cho anh ấy với một chiếc xe hơi năm 1997 để lấy nó. Thật vậy à? Ok, vậy là một buổi gặp gỡ với nhân viên môi giới bất động sản của tôi đã kết thúc trong bối rối. Đây là lúc tôi trở nên tuyệt vọng khi đang cố gắng trao đổi ngôi nhà nhỏ ấy với một vài vị khách nữa. Cơ mà có lẽ các bạn cũng đã đoán được kết quả rồi đấy, họ không muốn mua nó. Tôi chỉ còn lại 4 giờ nữa thôi, vì vậy mà tôi đã quyết định đi đến công viên xem có phép màu nào xảy ra hay không. Lang thang ở đó đến tối nhưng cũng chẳng làm được gì cả, chỉ tốn thời gian mà thôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi ăn một chút gì đó cho đỡ đói, mang một thất bại ê chề về đến phòng. Thậm chí tôi còn chẳng muốn làm gì cả, cứ nghĩ rằng thử thách này của tôi phải chấm dứt tại đây. Thực sự nó hoàn toàn không có chút khả quan nào. Cho đến ngày hôm sau, tự dưng tôi được mời lên đài tin tức địa phương của thành phố. Họ nói đến những thứ tôi đang làm, về việc tôi được biết nhiều đến nhất bởi những series dài tập một xu. Chắc chắn đây là cơ hội để tôi giao bán căn nhà mini kia rồi. Khi trả lời phỏng vấn, tôi đã nói về việc biến đồng một xu trở thành một ngôi nhà chỉ trong vòng một tuần. Tôi còn yêu cầu tất cả những phóng viên ở đó đăng ký kênh YouTube của tôi nữa. Và chắc chắn rồi, tôi cũng đã nói đến căn nhà nhỏ của tôi muốn bán cho một ai đó để tôi có thể mua một căn lớn hơn. Nếu bạn đã theo dõi tôi ở những lần trước, bạn sẽ biết rằng nếu tôi thành công trong công việc giao dịch lên một ngôi nhà, thì tôi sẽ tặng ngôi nhà đó cho một người xem may mắn nhất. Và lần này cũng sẽ vậy, tôi đã nhắm đến một cô gái tên Hana. Tôi phải nhanh chóng hoàn thành mục tiêu lần này để tặng cho cô ấy trong thời gian sớm nhất có thể. Một vài ngày sau đó, khi báo đài đã đưa tin về tôi muốn bán một ngôi nhà nhỏ, thì tôi cũng chẳng nhận được một email phản hồi nào cả. Và sau đó tôi đã liên hệ với một người tên Mark. Người này chuyên buôn bán đất, anh ấy muốn trao đổi lô đất nhỏ của mình cho ngôi nhà nhỏ của tôi. Sau đó chúng tôi đã có một cuộc gọi với Mark để có thể đàm phán về việc đổi đất. Và cuối cùng, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận giao dịch và ký hợp đồng ngay sau đó. Ngay sáng hôm sau, tôi đã lái xe 3 giờ để đặt chân đến mảnh đất mới của mình. Mảnh đất mới này mang lại thêm $3,000 nữa cho tôi. Giờ tài sản của tôi là $11,000 rồi. Cứ đà này thì tôi sẽ sớm có một căn nhà mới thôi. Sau 6 ngày tiếp theo, với hàng chục email gửi đến các chủ nhà trên khắp nước Mỹ mà không có kết quả, tôi cũng đã đăng thông tin về lô đất mới của mình trên hầu hết các trang web có thể tìm kiếm. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã nhận được một email phản hồi từ một người tên Justin. Anh ấy là một nhà đầu tư tài ba, và đặc biệt anh ấy là người yêu thích những việc mà chúng tôi đang làm. Ngôi nhà này chính là của anh ấy. Nhìn trên hình thì nó vô cùng đẹp và chắc chắn là rộng hơn nhà lúc trước của tôi rất nhiều. Một món giao dịch hời như này thì làm sao mà tôi có thể bỏ qua được chứ. Tôi đã mất 3 tiếng lái xe, lặn lội đến tận thị trấn nhỏ ở Texas để sẵn sàng cho thỏa thuận mới lần này với Justin. Xin chào Justin. Chào anh, rất vui được gặp anh. Tôi cũng vậy. Ngay sau đó, tôi đã vào bên trong và ký một số tài liệu xác nhận rằng tôi sẽ là người sở hữu ngôi nhà này kể từ bây giờ. Lúc đó, tôi cảm thấy như được đứng ở trên đỉnh của thế giới vậy, cảm xúc vô cùng khó tả. Sau khi thỏa thuận chính thức, Justin cũng đã nói với tôi về một vài điều về ngôi nhà. Anh ấy nói rằng ngôi nhà cần phải sửa chữa thêm ở một số chỗ. Đội của anh ấy sẽ đến sửa giúp tôi, nhưng chắc chắn phải mất ít nhất 10 ngày nữa.
Thực sự điều đó bây giờ không còn là vấn đề quá quan trọng đối với tôi nữa rồi các ông ạ. Quan trọng là tôi đã sở hữu được nó. Vậy thì việc sửa chữ 10 ngày hay 1 tháng đối với tôi đều không thành vấn đề. Trước khi ra về, tôi còn tặng anh ấy một chiếc áo làm kỷ niệm nữa cơ. Khi tôi bắt tay với Justin, tôi cảm nhận rằng vũ trụ đang tăng tốc. Tôi cảm nhận rõ được nguồn năng lượng từ những người mà tôi đã giao dịch trước đó, khác hẳn với cảm giác tuyệt vọng và chán nản của tôi vào tuần trước. Có thể nói rằng nếu chúng ta đang cố gắng hết sức vì một thứ gì đó thì khả năng nó trở nên thành công là rất cao. Thực sự cảm ơn anh rất nhiều, không thể tin được. Tôi nghĩ tôi vẫn chưa nhận ra rằng mình vừa đổi được một ngôi nhà to như vậy. Có lẽ vì ngôi nhà chỗ tôi đang sống tới 7 giờ bay. Tôi sẽ sắp xếp để có một chuyến bay đến ngôi nhà mới đó sớm nhất có thể. Nhưng trước khi làm điều đó, tôi phải ghé qua căn hộ mà cô ấy đang ở. Nếu bạn vừa mới theo dõi của vụ này thì tôi cần phải giải thích một chút nha. Hana hiện đang sở hữu một doanh nghiệp nhỏ và cô ấy nghĩ rằng doanh nghiệp của mình đang được Shopify tài trợ và phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, thực tế là tôi đã giam trong một kép cô ấy trong một căn hộ Airbnb trong vòng một tuần để tránh cô ấy biết về kế hoạch này của tôi, là tôi sẽ tặng cô ấy một ngôi nhà. Đã đến lúc phải nói với Hana rằng suốt cả tháng qua, tôi đã cố gắng giao dịch từ đồng một xu lên một ngôi nhà để dành cho cô ấy, và tất cả những thông tin gì về Shopify đều là bốc phét. Nhưng các bạn biết gì không? Cô ấy đã theo dõi video hành trình của tôi và cô ấy đã biết được rằng tôi đang cố gắng để tặng cho cô ấy một ngôi nhà mất rồi. Đang muốn tạo bất ngờ cho người ta, nhưng người bất ngờ lại là chính mình. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi quê rồi đấy. Nhưng may là họ vẫn chưa biết rằng liệu tôi có thực hiện được hay không. Lúc này tôi đang rất phấn khích và muốn kể cho họ biết về ngôi nhà mà tôi đã vất vả để có thể kiếm được nó. Tôi nghĩ cả cô ấy và tôi đều đồng ý rằng chúng ta có thể làm được tất cả những điều tuyệt vời trong một thời gian ngắn nếu như chúng ta có đủ cố gắng và quyết tâm. Tôi nghĩ họ đã chờ đợi đủ lâu rồi. Giờ là lúc nói với Hana và Kay rằng tôi đã đổ thành công lên một ngôi nhà dành cho họ. Tôi có thể nói với họ rằng tôi đã cố gắng biến đồng một xu trở thành một ngôi nhà trong vòng một tuần và đã thất bại. Nhưng sau đó, tôi đã biến đồng một xu thành một ngôi nhà trong vòng một tháng và tôi đã làm được. Lúc đó, họ đã vô cùng ngạc nhiên và còn có vẻ không tin rằng tôi đã làm được mấy cây chứ. Nên ngay sau đó tôi đã cho họ xem ngôi nhà mà tôi đã đổi lấy từ đồng một xu và chắc chắn tôi sẽ đến thăm nó vào tối nay. Tôi nói với cô ấy rằng ngôi nhà vẫn chưa thể ở được, nhưng thực ra lúc này cô ấy cũng được bên Shopify tặng một ngôi nhà mới sốc. Thậm chí ngôi nhà đó còn đẹp hơn cả ngôi nhà của tôi nữa. Chiều nay họ đã mời tôi đến đó và chúng tôi đã ăn mừng với nhau rất vui vẻ. Vậy là ngôi nhà của tôi sẽ để dành để tặng cho những người may mắn khác vậy. Ngay sau khi tạm biệt gia đình của họ thì tôi tức tốc lên máy bay để tới ngôi nhà mới của mình. Ngôi nhà này tôi đã mất khá nhiều công sức mới có được nó, nên tôi vô cùng quý trọng. Sáng hôm sau, tôi đã đứng trước ở ngôi nhà Penny của mình. Chỉ cách một góc phố thôi, tôi đặt chân vào sân trước và mở mắt. Tôi không thể nói lên thành lời. Tôi sẽ cho bạn một cuộc tham quan đầy đủ ngôi nhà này. Bắt đầu từ hiền trước, không phải quá khen chứ. Nhưng khách quan mà nói thì ngôi nhà này không thể chê vào đâu được. Tôi sẽ mở thêm một bản nhạc để tăng thêm phần kịch tính cho chuyến tham quan này của chúng ta nhé. Cách đây một năm, tôi đã chụp bức ảnh tự sướng này. Giờ xem lại thì thấy tôi cũng thay đổi nhiều lắm, chỉ là già hơn bây giờ thôi. Nhưng tôi nhớ rất rõ là khi chụp bức ảnh này, đó cũng là thời điểm mà tôi cảm thấy bản thân suy sụp nhất. Nhưng điều đáng nói là tôi đã vượt qua được khoảng thời gian đó. Và ở đây các bạn cho đến lúc này, nói chung tôi không cảm thấy bản thân mình là người sáng tạo, là người làm việc chăm chỉ, thông minh hay hấp dẫn gì cả. Nhìn vào bức ảnh này, tôi cảm thấy mình trông khá tệ. Tôi không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo, nhưng thực sự tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đã gặp rất nhiều người tuyệt vời ở những nơi kỳ quặc nhất, và họ đã trở thành bạn của tôi, giúp tôi phát triển lên rất nhiều. Cuộc sống bắt đầu thay đổi và bản nhạc này thực sự làm cho tôi cảm động. Cái việc đổi từ đồng một xu đổi lên một ngôi nhà đã thay đổi cho tôi một cuộc sống tốt đẹp. Nói đúng ra thì ngôi nhà này chỉ đáng giá một xu, và có lẽ việc sửa sang lại nó còn đắt hơn rất nhiều. Nhưng điều mà chủ cũ của ngôi nhà này đã nói khiến tôi rất bất ngờ. Anh ta nói rằng không có gì là không thể, bạn hãy tiếp tục cố gắng. Tôi đã quyên góp ngôi nhà này cho từ thiện và họ đã đến đây. Chúng tôi đã hoàn thành xong việc bàn giao ngôi nhà và một số tiền khác dành cho việc cải tạo. Ngôi nhà này sẽ là nơi dành cho những người vô gia cư trong thị trấn. Có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã dõi theo. Stay mad, chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till it.